Unit 7, Traffic, Skill 1. Ở cái phần Skill 1 này thì chúng ta có một số từ vựng như sau. Dangerous. Tính từ nguy hiểm. Safe. Tính từ an toàn. Traffic rules. Luật giao thông. Fasten your seatbelt. Cụm động từ thắt dây an toàn. Fully stop. Cụm danh từ dừng hoàn toàn. Stick. Động từ dán. Pedestrian. Danh từ người đi bộ. Get on, off. Cụm động từ lên hoặc là xuống xe. Moving vehicle. Cụm danh từ phương tiện đang di chuyển. Road user. Cụm danh từ người tham gia giao thông. Zebra crossing. Cụm danh từ vạch kẻ đường. Cyclist. Danh từ người đi xe đạp. Passenger. Danh từ hành khách. Stand in a line. Cụm động từ xếp hàng. Shout. Động từ la hét. Safety. Danh từ sự an toàn. Obey. Động từ tuân thủ, tuân theo. Pavement. Danh từ vỉa hè. Footpath. Danh từ lối đi dành cho người đi bộ. Handlebars. Danh từ tay cầm, di động. Signal. Danh từ tín hiệu. Turn. Động từ rẽ. Carry. Động từ mang, chở. Wave. Động từ vẫy tay. Activity 1. Look at the pictures. Can you see anything that is dangerous? Hãy nhìn vào bức tranh, bạn có thể thấy điều gì là nguy hiểm hay không? Quan sát bức tranh, chúng ta nhìn thấy rằng có một nhóm học sinh đang đi qua đường, nhưng các bạn ấy không đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Các bạn ấy vừa đi vừa nói chuyện, điều này rất nguy hiểm. Và ở một bức tranh, trong bức tranh thì chúng ta thấy là gì? Có một cậu bé thì đang đi xe đạp gần một chiếc xe ô tô. Điều này rất nguy hiểm. Thì chúng ta sẽ viết những cái này qua hình thức tiếng Anh như sau. Đầu tiên là chúng ta nhìn thấy, với thứ nhất người ta hỏi là các bạn có thấy những cái điều này là nguy hiểm hay không? Thì câu trả lời sẽ là có. Yes, we can see some children are walking into the road. This is not safe. They should walk on the pavement. And they shouldn't talk while walking. They must look carefully when they cross the road. And we can see a boy riding by so close to car. It's very dangerous. Activity 2. Read the following text and choose the correct answers. Hãy đọc đoạn test và chọn câu trả lời đúng. The text is talk about. Cái đoạn văn này nói về cái gì? Ở đây người ta cho ba đáp án. A. Rules for pedestrians. B. Traffic lights. C. Traffic rules. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn văn trước, sau đó chúng ta sẽ chọn một trong ba đáp án này. Đáp án nào là đúng khi nói về cái đoạn văn? Mời các em lắng nghe bài đọc. See are some rules about safety. Is it important to obey these rules when you are a road user? Có một số luật về an toàn giao thông đường bộ thật là quan trọng vì bạn phải tuân thủ theo những luật này khi bạn là người tham gia giao thông. Pedestrians, người đi bộ. Number 1. Always look carefully when you cross the street. Luôn quan sát cẩn thận khi bạn băng qua đường. Number 2. Use the pavement or footpath. Sử dụng vỉa hè hoặc là lối đi bộ dành cho người đi bộ. Number 3. Walk across the street at the zebra crossings. Đi bộ qua đường ở vạch kẻ đường. Number 4. Don't cross the road on a red light. Đừng sang đường khi đèn bật sang màu đỏ. Cyclist, người đi xe đạp. Number 1. Always keep both hands on the handlebars. Luôn giữ cả hai tay ở trên ghi đông.
Number 2. Wear helmets and always use the cycle lanes. Đội mũ bảo hiểm và luôn sử dụng làn đường dành cho xe đạp. Number 3. Give a signal before you turn. Hãy ra tín hiệu trước khi bạn rẽ. Number 4. Don't carry more than one passenger. Không chở nhiều hơn một người. Tiếp theo chúng ta sẽ có lộ trình cho hành khách passengers. Number 1. Fasten your seatbelt when you are in a car. Thắt dây an toàn khi mà ngồi trên ô tô. Number 2. Wait for bus to fully stop before getting on or out. Chờ xe buýt dừng hẳn trước khi lên hoặc xuống. Number 3. Don't talk to the driver when he or she is driving. Không nói chuyện với tài xế khi anh ấy hoặc cô ấy đang lái xe. Number 4. Don't stick anybody butts out of the windows of a moving vehicle. Đừng đưa bộ phận cơ thể nào ra khỏi cửa sổ khi phương tiện đang di chuyển. Và sau khi chúng ta đọc dịch xong cái đoạn văn này thì chúng ta đã nắm được cái nội dung của cái đoạn văn này và chúng ta sẽ chọn được đáp án phù hợp nhất. Và theo các em thì cái đoạn văn bản này đang nói về cái gì? Đáp án A, người ta nói là rules for pedestrians, luật giao thông cho người đi bộ. Đáp án B, người ta nói traffic light, đèn giao thông. Và đáp án C là traffic rules, là luật giao thông. Thì chắc chắn ở đây các em cả đã đọc, đã hiểu thì chúng ta sẽ chọn ở đây đáp án sẽ là đáp án C, luật giao thông. Activity 3. Read the test again and answer the questions. Hãy đọc đoạn văn lại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau. Number 1. Where does pedestrians cross the bridge? Người đi bộ sẽ băng qua đường ở đâu? Thì trong cái đoạn văn bản lúc nãy chúng ta đọc thì chúng ta tìm thấy là gì? Người đi bộ thì nên băng qua đường ở vạch kẻ đường. They should cross the bridge at the zebra crossing. Number 2. Which lens should you use when riding a bike? Bạn nên sử dụng làn đường nào khi đi xe đạp? Thì ở trong đoạn xe, trong cái thông tin người ta nói là luôn luôn sử dụng cái làn đi đường dành cho xe đạp. Thì chúng ta sẽ sử dụng câu này như sau. We should use the cycle lane. Number 3. What should you do before you turn while riding a bike? Bạn nên làm gì trước khi bạn rẽ xe đạp? Rẽ khi đang đi xe đạp thì bạn phải làm gì? Khi mà bạn rẽ xe đạp hay là bất cứ loại xe nào thì bạn cũng phải là đưa ra một cái tín hiệu. Và trong cái đoạn nó cũng đã đề cập đến nên câu này cô sẽ trả lời như sau. We should give a signal. Number 4. What must you do when you get on or off a bus? Bạn phải làm gì khi bạn lên hoặc là xuống xe buýt? Thì phải làm gì? Bạn phải đợi xe buýt dừng hẳn trước khi bạn lên hoặc xuống. Chúng ta sẽ trả lời câu này như sau. We must wait for buses to fully stop before getting on or off. Number 5. What mustn't you do when you are in a moving vehicle? Bạn không được làm gì khi ngồi trên xe đang di chuyển. Khi mà xe đang di chuyển thì chúng ta không được đưa bất cứ bộ phận nào cơ thể ra khỏi cửa sổ khi mà phương tiện đang di chuyển. Chúng ta sẽ nói câu này lại như sau. We mustn't stick anybody butts out of the windows. Activity 4. Working groups. Ask and answer the following questions. Hãy làm việc theo nhóm. Hãy hỏi và trả lời những câu hỏi sau. When you are a road user, what should you not do? Khi bạn là một người tham gia giao thông thì bạn nên và không nên làm gì? Thì khi mà bạn là một người tham gia giao thông thì những việc bạn nên đó là gì? Bạn nên mang mũ bảo hiểm, wear helmets, nên tuân thủ luật giao thông, obey the traffic rules, nên đưa ra tín hiệu trước khi bạn rẽ, give a signal before you turn, nên lái xe và cẩn thận và luôn quan sát một cách cẩn thận, drive carefully and always look carefully. Và những việc bạn không nên làm đó là gì? Cross the road when the traffic lights are red.
băng qua đường khi mà đèn giao thông màu đỏ. When there isn't any sidewalks, you shouldn't walk and train to the way has the sidewalks. Khi mà không có vỉa hè thì bạn không nên đi bộ, mà hãy chuyển sang một cái lối đi có vỉa hè. Bạn không nên uống bia hoặc chất có cồn trước khi mà sử dụng phương tiện giao thông. Drink beer or alcohol before using transportation. Mass phone call when driving a motorbike. Không được gọi điện khi mà đang lái xe. Activity 5. Read the following sentences about the people. Then, words in group discuss who be in space and who isn't. Đọc những câu sau đây nói về những người này. Sau đó hãy làm việc theo nhóm. Hãy thảo luận xem ai là người tham gia giao thông an toàn và ai là người không tham gia giao thông an toàn. Number 1. Hoàng is riding a bike and he is wearing a helmet. Hoàng là một người đang đi xe đạp và anh ấy đang đội mũ bảo hiểm. Thì vậy anh ấy là người có an toàn hay không? Hoàng is safe because he is wearing a helmet when he is riding a bike. Hoàng an toàn bởi vì anh ấy đang mang mũ bảo hiểm khi đi xe đạp. Number 2. It's raining hard, but Mr. Long is driving quickly. Trời mưa to nhưng ông Long thì lái xe rất là nhanh. Vậy ông Long là người có an toàn hay không? Thì ông Long sẽ là một người lái xe không an toàn. Miss Long is not safe because he is likely to have an accident if he drives quickly. Bởi vì anh ấy có khả năng gây ra tai nạn nếu như anh ấy lái xe nhanh trong thời tiết mưa to. Number 3. The students are standing in a line to get on the school bus. Những học sinh thì đang đứng xếp hàng để lên xe buýt của trường. Thì những học sinh này rất là an toàn. The students are being safe because they are standing in a line to get on the school bus. Number 4. Mr. Ben is taking his daughter to school on his motorbike. She is sitting in front of him. Ông Ben thì đang nói chuyện với con gái. Ben đang chở con gái của ông ấy đến trường bằng xe máy. Cô ấy ngồi phía trước ông ấy. Đây là tình huống này rất là nguy hiểm. Mr. Ben is dangerous because it is difficult for him to see the road properly and to ride. Bởi vì gì? Bởi vì rất khó cho ông ấy để nhìn rõ đường đi và đi xe. Number 5. Michael is cycling to school and she is waving with something to her friends. Michael thì đang đi xe đạp đến trường và cô ấy vẫy tay và la hét với bạn bè của cô ấy. Thì Michael là không an toàn. Michael is not safe because he might have an accident if something happens unexpectedly. Bởi vì cô ấy có thể gặp tai nạn nếu một cái điều gì đó xảy ra ngoài ý muốn. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.